Xin chào tất cả các bạn. Đây là clip thứ 30 của mình. Và kể từ clip này thì thực sự là mình sẽ không còn hoàn toàn bám sát vào trình độ A2 nữa. Bởi vì nếu như các bạn đã xem kỹ những cái clip mà mình làm ở trình độ A1 thì các bạn sẽ thấy là mình nói rất là kỹ và rất nhiều phần ngữ pháp mình đã nói rất sâu về cả kiến thức của A2 liên quan tới tận B1. Nên mình cảm thấy như nếu như phần clip A2 này mình còn nói lại nữa thì chắc là các bạn sẽ cảm thấy nhàm chán lắm. Chính vì thế từ clip thứ 30 này trở đi thì chúng ta sẽ không còn bám theo hoàn toàn theo như là trong sách của trình độ A2 nữa. Ngày hôm nay mình sẽ cùng làm việc với các bạn về một cái chủ đề mà có lẽ là không chỉ những người mới học tiếng Đức, kể cả những bạn học B1 hoặc B2 thỉnh thoảng vẫn còn cảm thấy lúng túng. Đó chính là phủ định trong câu tiếng Đức. Các bạn có bao giờ cảm thấy thật là lúng túng vì các bạn không biết đặt nicht ở đâu trong một câu mà các bạn muốn phủ định hay không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những quy tắc ngữ pháp trong tiếng Đức về phần phủ định này như thế nào các bạn nhé. Chắc chắn là tất cả chúng ta đều biết rằng là trong tiếng Anh thì phủ định rất là dễ dàng phải không các bạn? Các bạn chỉ cần thêm not vào phía sau của trợ động từ thì lập tức là câu đó sẽ được phủ định. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu học tiếng Đức thì mọi việc không thấy đơn giản như vậy. Có nghĩa là trong tiếng Đức có hai từ để phủ định, kein và nicht. Chắc chắn các bạn cũng biết là kein là dùng để phủ định một danh từ. Kein chính là một mạo từ được gọi là mạo từ phủ định, negative article. Và khi nó đã là mạo từ thì đương nhiên là nó sẽ phải đứng trước một danh từ. Và ví dụ như khi mà chúng ta nói Das ist kein Handy, đó không phải là một chiếc điện thoại di động, thì chiếc điện thoại di động là một danh từ, đó không phải là một cái điện thoại di động, tức là các bạn đang phủ định danh từ, thì lúc này các bạn sẽ dùng kein. Das ist kein Handy. Das ist ein MP3 Player. Đó không phải là một cái handy, một cái điện thoại di động, mà là một cái máy MP3 để nghe nhạc. Thì như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái mạo từ kein này nó đứng trước danh từ và nó sẽ phải tuân thủ các quy tắc về mạo từ. Ví dụ như là nó sẽ chịu chi phối của ba yếu tố. Thứ nhất là giống của danh từ là gì. Thứ hai, cách của danh từ, tức là danh từ này ở nominative, accusative, dative hay là genitive. Và thứ ba là số của danh từ, tức là số ít hay là số nhiều. Mình sẽ không nhắc lại phần kiến thức này nữa bởi vì ở những video trước mình đã nói rất là kỹ rồi. Các bạn nhớ là kind là một cái mạo từ cho nên là nó sẽ biến đổi đuôi theo quy tắc của những cái mạo từ trước cái danh từ đó. Cũng có cái đuôi như là an hay là e hay là em tùy theo cái giống cách số của nó. Phần còn lại của video này thì chúng ta sẽ cùng xem về vị trí của từ nicht. Nếu như kein dùng để phủ định danh từ thì nicht sẽ dùng để phủ định tất cả các loại từ khác trong tiếng Đức. Ví dụ như bạn muốn phủ định một giới từ hay phủ định một tính từ hay là phủ định một trạng từ thì tất cả những cái loại từ này chúng ta sẽ sử dụng nicht. Các bạn cần phải ghi nhớ về vị trí của nicht, đó là nó sẽ luôn đứng ở bên trái của thành phần câu mà nó muốn phủ định. Chúng ta sẽ phân ra làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta muốn phủ định cả câu. Về nguyên tắc thì nicht sẽ càng đứng về phía bên phải xa nhất có thể của câu nếu như bạn muốn phủ định cả câu. Nghe thì có vẻ hơi trừu tượng nhưng mà bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ thì các bạn sẽ hiểu ra ngay thôi. Ví dụ các bạn muốn nói tôi không nhìn thấy anh ấy. Tôi không nhìn thấy anh ấy, tức là các bạn đang phủ định cả câu, tức là cái sự việc mà các bạn nhìn thấy anh ấy nó không xảy ra. Khi đó thì tức là các bạn đang phủ định cả câu. Cái câu này trong tiếng Đức thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Chúng ta sẽ nói là Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Và từ nicht ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ đứng ở tận cùng của câu, tức là càng xa về phía bên phải càng tốt. Đương nhiên là nicht không thể đứng trước động từ sehen, mặc dù ở đây chúng ta phủ định cái động từ, tức là cái hành động nhìn thấy. Thế nhưng mà chúng ta có biết một cái quy tắc là trong tiếng Đức thì động từ luôn luôn phải đứng ở vị trí thứ hai. Câu vừa rồi, ich là chủ ngữ đứng ở vị trí thứ nhất,
Sehr là động từ thể đứng ở vị trí thứ hai. Chính vì thế chúng ta không bao giờ được nói là ich nicht sehe ihn, mà chúng ta cũng không thể nào nói được là ich sehe nicht ihn, bởi vì cái này là chúng ta đang phủ định cái việc là nhìn thấy cái anh, cái ngôi in đó, cái ngôi er đó. Nên là chúng ta sẽ phải đặt nicht ở cuối cùng, ich sehe ihn nicht. Khi mà trong câu có xuất hiện những cái thành phần khác nữa thì các bạn sẽ phải lưu ý những cái quy tắc tiếp theo sau đây. Thứ nhất là trong trường hợp mà động từ có một cái thành phần thứ hai phụ thuộc vào động từ, đó là ba cái trường hợp. Thứ nhất là phần tách của động từ trennbare Verben. Ví dụ như các bạn biết là động từ tách là aufräumen này, hay là động từ einkaufen. Thì cái phần auf và phần ein là những cái phần tách, nó được gọi là phần thứ hai của động từ và nó phụ thuộc vào cái động từ. Rồi trường hợp như là câu trong perfect, cấu trúc của perfect thì các bạn biết rồi là haben hoặc là sein cộng với particip perfect đứng ở cuối câu. Thì cái phần particip perfect mà đứng ở cuối câu này thì người ta cũng gọi là thành phần thứ hai phụ thuộc vào động từ, tức là một cái Satzklammer, là một cái câu mà nó có một cái chốt là động từ rồi đến một cái thành phần phụ thứ hai của nó nữa. Và trường hợp thứ ba chính là trường hợp với modal verb. Thì các bạn biết động từ modal verb và động từ khuyết thiếu nó cũng không thể nào đứng một mình được, mà nó bắt buộc phải có một cái infinitive ở trong câu. Thì cái thành phần infinitive đứng ở cuối câu đó người ta cũng gọi là cái thành phần thứ hai mà phụ thuộc vào động từ. Thì các bạn nhớ là trong ba cái trường hợp này thì nicht sẽ đứng trước thành phần thứ hai của động từ. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ với ba cái trường hợp này thì các bạn sẽ cảm thấy rất dễ hiểu. Trường hợp thứ nhất là động từ tách ở hiện tại. Er räumt das Zimmer nicht auf. Er räumt das Zimmer nicht auf. Thì các bạn sẽ thấy là cái từ nicht ở đây thì mình sẽ đặt đứng trước từ auf, tức là cái prefix là tiền tố của động từ aufräumen. Trường hợp thứ hai cũng với là động từ aufräumen nhưng mà mình sẽ chia ở perfect. Er hat das Zimmer nicht aufgeräumt. Er hat das Zimmer nicht aufgeräumt. Thì các bạn thấy là aufgeräumt là một cái particip perfect và nó sẽ là đứng ở cuối câu. Thì như vậy khi mà các bạn muốn phủ định thì các bạn sẽ đặt nicht đứng ở trước particip perfect. Và trường hợp thứ ba là một cái modal verb. Er will heute Nachmittag das Zimmer nicht aufräumen. Er will heute Nachmittag das Zimmer nicht aufräumen. Chiều nay thì anh ta không có muốn dọn căn phòng. Thì các bạn thấy là er will, will là một cái modal verb wollen. Và aufräumen là infinitive, infinitive đứng ở cuối câu. Thì khi đó nicht cũng sẽ đứng trước động từ infinitive. Thứ hai là nicht sẽ đứng trước một cái thành phần câu mà nó có giới từ. Có giới từ ở đây nghĩa là như thế nào? Những cái từ chỉ vị trí hoặc là chỉ cái hướng. Ví dụ như các bạn biết là zu hoặc là in, auf, neben, an, vân vân. Thì chúng ta đã học hết ở A1 rồi. Thì khi mà trong câu có những cái thành phần mà có giới từ như vậy thì nicht cũng sẽ đứng trước những cái thành phần câu có giới từ. Ví dụ, er will heute nicht in die Schule gehen. Er will heute nicht in die Schule gehen. Thì các bạn thấy là câu này của mình có modal verb đúng không? Will. Và có động từ infinitive gehen. Nhưng mà mình lại không có tuân thủ cái quy tắc mà trước đó mình đã nói nữa. Mà bây giờ mình sẽ đặt nicht đứng ở trước cái thành phần là in die Schule. Tại vì in die Schule là một cái thành phần câu mà nó có chứa giới từ. Er will heute nicht in die Schule gehen. Thực ra thì các bạn cũng có thể hoàn toàn nói là er will heute in die Schule nicht gehen. Thực ra là không hề sai, nhưng mà theo thói quen sử dụng ngôn ngữ thì họ sẽ ưu tiên là để nicht ở trước cái thành phần có giới từ. Nguyên tắc thứ ba, nicht sẽ đứng trước một tính từ và phủ định cái tính từ đó. Ví dụ, die Wohnung ist nicht teuer. Die Wohnung ist nicht teuer. Căn hộ này không có mắc tiền, tức là căn hộ này rẻ tiền. Một cái ví dụ khác nữa, sie ist mit der Prüfung nicht zufrieden. Sie ist mit der Prüfung nicht zufrieden. Trong câu thứ hai này thì các bạn sẽ thấy là có cả mit der Prüfung, tức là một thành phần câu có
giới từ mit và có tính từ zufrieden, nhưng mà cái mà mình muốn nói là không hài lòng, cho nên là mình sẽ đặt nicht đứng trước zufrieden. Và trường hợp thứ tư là nicht sẽ đứng trước một trạng từ và phủ định cái trạng từ đó. Các bạn biết là trạng từ là sẽ bổ nghĩa cho động từ để thể hiện cái tính chất mà cái hành động này nó diễn ra, ví dụ nhanh, chậm, đi nhanh, đi chậm, hay là làm tốt hay làm không tốt. Cái ví dụ của mình sau đây các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Er kann die Sterne nicht gut sehen. Er kann die Sterne nicht gut sehen. Thì cái động từ sehen là động từ nhìn. Anh ta không thể nhìn thấy rõ những ngôi sao. Thì ở đây chúng ta phải phủ định cái trạng từ rõ, bởi vì cái tính chất của hành động là gì, là anh ta không nhìn rõ được. Thì chúng ta sẽ phải phủ định cái từ gut. Chính vì thế mà chữ nicht sẽ đứng trước từ gut. Nhưng mà với cái việc mà nicht đứng trước từ gut thì cũng đồng nghĩa là phủ định hoàn toàn cả câu này, bởi vì là cái hành động chính là nhìn, mà bây giờ nhìn không rõ thì tức là cũng không nhìn được. Có những trường hợp mà chúng ta không có phủ định cả câu, như là mình vừa nêu, mà chúng ta chỉ muốn phủ định một cái thành phần nào đó thôi. Thường thì sau đó các bạn sẽ phải bổ sung thông tin mà các bạn muốn sửa chữa. Thì các bạn ghi nhớ là khi mà các bạn muốn phủ định thông tin nào thì nicht sẽ đứng ở bên trái của thông tin đó. Cũng với ví dụ là dọn phòng, nhưng mà bây giờ mình sẽ phủ định thành phần để cho các bạn thấy được sự khác biệt. Er will heute nicht das Zimmer aufräumen, sondern den Keller. Er will heute nicht das Zimmer aufräumen, sondern den Keller. Có nghĩa là gì ạ? Mình phủ định là hôm nay thì anh ta không muốn dọn cái căn phòng, mà anh ta muốn dọn cái hầm chứa đồ, keller. Thì các bạn sẽ thấy là lúc này nicht sẽ đứng trước das Zimmer. Nếu như mà các bạn đã từng nghe là nicht không được đứng trước một danh từ thì bây giờ các bạn sẽ thắc mắc đúng không? Ủa tại sao mà bây giờ lại nicht lại đứng trước das Zimmer? Nhưng mà vì tôi muốn phủ định cái từ das Zimmer đó, bởi vì tôi không dọn cái phòng đó mà tôi dọn một cái Keller. Thì thường là các bạn sẽ phải bổ sung thông tin thì câu nó mới đủ về mặt nghĩa, người ta mới hiểu được. Trong ví dụ vừa rồi thì mình phủ định là das Zimmer, nhưng mà nếu như bây giờ mình muốn phủ định về thời gian là không phải ngày hôm nay mà là ngày mai, thì mình sẽ đặt nicht ở trước thời gian. Er will nicht heute das Zimmer aufräumen, sondern morgen. Er will nicht heute das Zimmer aufräumen, sondern morgen. Thậm chí là các bạn có thể phủ định cả chủ ngữ bằng cách là đặt nicht đứng trước chủ ngữ. Ví dụ, nicht er, sondern sie hat den Kuchen gebacken. Nicht er, sondern sie hat den Kuchen gebacken. Không phải là anh ấy, mà là cô ấy là người đã nướng chiếc bánh đó. Như vậy thì đến đây chắc chắn là các bạn đã cảm thấy là nicht không còn quá đáng sợ như lúc trước nữa, phải không? Nếu như các bạn có khó khăn trong phần này, thì đây là những cái nguyên tắc để mà các bạn sắp xếp câu. Khi mà chúng ta mới học thì chúng ta cần nắm những nguyên tắc, nhưng mà các bạn cần luyện tập đủ nhiều để mà nó trở thành cái phần của mình. Có nghĩa là khi mà các bạn đã phản xạ quen rồi thì thực sự là không bao giờ các bạn phải cần phải nghĩ là ủa bây giờ nicht sẽ đứng ở đâu nhỉ? Các bạn cần nhớ một cái nguyên tắc nằm lòng là nicht sẽ đứng ở bên trái, có nghĩa là trước thành phần câu mà nó muốn phủ định. Còn nếu như các bạn muốn phủ định cả câu thì các bạn xem lại đoạn trước của video này, có 4 quy tắc tất cả thôi. Xem và ghi lại rồi làm bài tập thì các bạn sẽ nắm được rất là nhanh. Và sau đó thì các bạn cố gắng vận dụng luyện tập nhiều. Đó là bí quyết của việc học ngoại ngữ. Clip thứ 30 lần đây là hết rồi. Nếu như mà các bạn có những cái mảng kiến thức nào mà không hiểu thì các bạn có thể nhắn tin inbox cho mình ở trên trang Yêu Tiếng Đức. Trang Yêu Tiếng Đức là trang trực tiếp cho mình quản trị, không có quản trị viên khác. Nên khi các bạn nhắn vào trong trang Tiếng Đức thì sẽ chính mình sẽ trả lời. Chính vì thế mà nếu như các bạn có những cái câu hỏi hay có những cái chủ đề mà các bạn cảm thấy thắc mắc còn chưa hiểu, các bạn có thể inbox để mình cân nhắc và sắp xếp thời gian làm video. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và cổ vũ cho mình trong những cái video vừa qua. Mặc dù là dạo gần đây thì mình không còn có thể ra nhiều video như trước được nữa,
Nhưng mà cảm ơn các bạn vẫn luôn luôn theo dõi. Chúc các bạn học tiếng Đức thật tốt và sẽ sớm đạt được ước mơ của mình nhé. Vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.